còn lác nữa không mọi người, tóc mái dài rồi xẻ túi. Ờ đây này, hôm qua tỉnh xé nhưng mà hôm qua chỉ hằng like, thì hôm nay xé thì tối nay Linh lại like, cho nên là phải like từ bây giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Bây giờ là 18:47, chúng ta chỉ like đến tầm 7:59, bởi vì tối nay Linh Linh live stream rồi, 8 giờ Linh live stream mà chưa biết chơi tuổi mù như thế nào. Mọi người có thể chỉ cho mình chơi tuổi mù nữa không biết chơi tuổi mù, đang còn mấy đứa đang còn đưa lại đây cho mình. Bây giờ mình đang học tiếng Trung Quốc mọi người. Hoa sư Yuen Nan Rấn. Cái gì ta? Hôm nay là học là Tha Núi Ơ Chín Niến Ơ Ơ Sứ Sứy Ni Hảo. Mọi người có ai biết tiếng Trung Quốc không? Không, hôm nay không bán hàng nhé. Hôm nay không bán hàng. Ai muốn mua hàng thì tối nay 8 giờ trên nick của Linh. Tối bây giờ mình chỉ ấy thôi. Bây giờ mình chỉ like tuổi mù thôi. Nhưng mà mình chưa biết like như nào. Có ai biết tiếng Trung không mọi người? Mấy giờ bán hết hàng chỉ? Mấy giờ bán hết hàng á? Có biết đâu, tối nay Linh mới like mà. 8 giờ tối nay. Cái gì ta? Sấy sư Nì tơ Trung của Bế Dậu. Chết cười, ngồi đọc một chết cười luôn á. Hôm nay là học bài xé đi chị, từ từ một chút xíu, đang còn chờ các bạn đưa tuổi mù qua đây để xé. Mình like trước, like đến 7:55. Nhưng mà chơi kiểu như nào nhỉ? Chơi tuổi mù là chơi kiểu như nào nhỉ? Đúng rồi, tối nay anh Linh like 8 giờ. Bây giờ mình hỏi nha, mình hỏi mọi người trả lời nha. Ní Ní chết rồi, mày học mà quên rồi nè. Ní. Ồ đúng rồi. Wo shi gì, tên của mình là tên gì nhỉ? Wo shi Rỡ lý là Nhật Lệ hả? Ô sao tưởng là Ní à, cái gì nhỉ? Cái gì tự nhiên quên rồi nhỉ? Genki desu ka? Genki desu. Ichimo genki desu. Mới học mà quên mất rồi. Chết rồi, bây giờ là sao nhỉ? Ni hao. À, mọi người ơi, hôm nay mình bị lừa. Mọi người có biết cái vụ mà mua hàng xong rồi là shipper giao đến, xong rồi là trả tiền ship thì là bình thường là shipper mang đến nhà mình, bảo là bỏ giấy nhà cho mình, xong rồi là mình sẽ trả tiền ship. Thì tự nhiên lúc sáng đây có một bạn shipper, bạn giao hàng đến, mà mình nhớ là mình không mua cái gì hết, nhưng mà mình cũng chuyển khoản cho bạn đấy 25k tiền ship. Xong rồi bạn ấy gọi lại xong rồi bạn ấy bảo cái gì mà mình đã đăng ký cái gì ở trên giao hàng tiết kiệm á, mình đăng ký theo tháng, một tháng là 3,5 triệu, thì bây giờ là phải inbox cho nó để hủy cái đấy đi. Thì mình biết là mình bị lừa rồi. Sau rồi mình bảo là sắp bị lừa đảo rồi. Sau rồi mình bảo là
Thế thôi, đăng ký cũng được, không sao, 3 triệu rưỡi một tháng cũng được, không sao. Xong bán kia tắt máy luôn. Ê mọi người để ý cái này nhá, đừng để bị lừa nhá. Mình gừng... Tối linh lai, tối linh lai, hôm nay mình không lai bán hàng, tối linh lai vào lúc 8 giờ. 8 giờ hơn. À 8 giờ. Em đang dưới tầng 1 rồi nè, nhanh lên Tuấn Anh ơi. Trời ơi. Mọi người ơi, chơi tuổi mù như nào mọi người ghi ghi như này. Cũng mất 25k đúng không? Sau mình hỏi là nói chung là shipper giao đến thì mọi người ra nhận trực tiếp luôn nha. Còn nếu như mà không ra nhận trực tiếp thì khi nào có mặt ở nhà thì hãy nhận, chứ đừng có nhận hàng xong rồi ship thanh toán xong rồi lại lừa đảo chết mất. Đây bây giờ mình sẽ hỏi tiếng Trung Quốc trước khi vào chơi tuổi mù nha. Chơi tuổi mù chơi như nào ta? Nì chào sân mơ mình giữ. Ai đây? Cái gì đó nhờ? Chết rồi, học, học quên hết rồi. À mình chữ phải không? Ở bản tên là gì đúng rồi. Ni chào sân mơ mình chữ. Gua chào thiếu ly. Rồi bài tiếp theo. Bài tiếp theo là bài gì ta? Sấy sư ní ta Trung Quốc bấy dấu rửa lía. À rửa lía à, từng là tiểu lệ. Tiểu lệ chứ. Mình chữ. À mình chữ. Ở đây là Sấy sư ní ta Trung Quốc bấy bấn dấu. Sáu ly. À xíu ly. Bây giờ gì? Đâu rồi, chơi như nào? Bây giờ chơi như nào? Bây giờ chơi, bắt đầu chơi nha mọi người. Có cố vấn này chị. Hello. Duyên, có cố vấn là Duyên. Ôi chị. Chị ơi, từ từ đã. Để em lên kịch bản để chat với khách lại. Lên kịch bản là sao? Phải có kịch bản hả? Không, ví dụ em bật khách cái đèn kia kìa. Mình phải chọn, ví dụ mình tặng khách đúng không? À. Mình phải có một tin nhắn, ví dụ khách nào mà nhận được tin nhắn thì người đó sẽ là người tặng. Và phải cho thông tin ấy, để khách làm cho đúng ấy, kiểu luật chơi ấy, kiểu là sao? Ấy. Luật chơi là như nào? Chị vẫn chưa hiểu luật chơi đúng không? Chị chưa xem bao giờ đúng không? Chị xem lúc tối Đức Anh bảo chị xem lướt qua rồi nhưng mà nào, không hiểu. Chị ngồi trong đi, chị ngồi. Chị ngồi đây đi, chị ngồi xuống bên này. Để em gọi cô giáo chị vào nhé. Thôi. Học tiếng Trung mà bây giờ quên hết rồi. Quá trời của đất luôn. À, ní. Chịu rồi. Chị có túi bóng không? Ní. Mama. Chị có túi bóng không? Hả? Chị có túi bóng không? Túi bóng để đựng khách. Chị có giấy nhớ không? Cho em. À, túi bóng không có. Có hộp cơm ở trong này này. Có hộp đựng cơm ấy, có sao không? Nhiều. Được. Không không, để mua hộp đựng cơm. Bấy dấu. Ní. Đâu cái cơm rồi. Đựng có mấy. Bây giờ chơi như nào? Đi tuổi mù nha mọi người ơi. Đựng được cái này ạ. Nhưng mà phải nhiều. Nhiều mà. Bao nhiêu khách thì đừng vào cả ngày cũng được đúng không?